Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tung ảnh cưới bên thiếu gia nghìn tỷ. Đúng ngày sinh nhật tuổi 26, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức lên tiếng xác nhận sẽ lên xe hoa cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang trong tháng 10. Sáng ngày 13 tháng 10, Đỗ Mỹ Linh chính thức xác nhận thông tin kết hôn với Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TNT Group, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội, Đỗ Vinh Quang. Hôn lễ của đôi trẻ sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội. Lễ cưới tổ chức trong không gian riêng tư, kín đáo với sự tham gia của người thân hai bên gia đình và số ít bạn bè, đối tác. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, cả hai có sự đồng điệu trong sở thích, quan điểm sống, đam mê chung là thể thao. Đôi trẻ cũng đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu vực phố cổ Hà Nội, do đó, coi trọng nền nếp, văn hóa và đề cao giá trị truyền thống. Hoa hậu Việt Nam 2016 khẳng định, cô chưa bao giờ muốn giấu giếm về chuyện kết hôn bởi đây là niềm vui. Tuy nhiên, cô muốn đợi tới thời điểm thích hợp để chia sẻ cùng mọi người, đó chính là vào sinh nhật tuổi 26 và cũng là sinh nhật độc thân cuối cùng của cô. Linh vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên, khi Linh mới đăng quang hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, về người ấy nhưng Linh chưa bao giờ lên tiếng và ở thời điểm đó. Linh luôn hứa với mọi người rằng, khi nào Linh tìm được một người xứng đáng, sẽ ở bên Linh suốt cuộc đời thì Linh sẽ chia sẻ với mọi người. Và đến giờ Linh đã giữ được lời hứa đó rồi đây. Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay, ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, nói về chồng sắp cưới, nàng hậu cho biết cô đã có những ngày bình yên và hạnh phúc nhất khi ở bên anh. Cô và chồng sắp cưới cũng may mắn có được sự chấp thuận của gia đình hai bên, sự yêu thương vun vén từ bạn bè. Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng tiết lộ, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10. Trước đó, theo bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10. Cách đây không lâu, Đỗ Mỹ Linh liên tục khoe ảnh chụp tại trời Âu làm rộ lên nghi vấn cô và bạn trai đi chụp ảnh cưới ở nước ngoài. Đỗ Mỹ Linh cũng từng chia sẻ với Lao Động, cô sẽ công khai khi mọi thứ thực sự chắc chắn. Bản thân Linh nghĩ chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Những chuyện riêng của mình để mọi người bàn tán quá nhiều thì cũng không hay nên Linh sẽ chỉ công khai khi thật sự chắc chắn về mối quan hệ đó, cô nói. Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và giành danh hiệu Người đẹp nhân ái tại Miss World 2017. Không lấn sân showbiz, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn theo đuổi con đường MC, BTV chuyên nghiệp tại đài truyền hình Việt Nam. Trước khi công bố tổ chức hôn lễ với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được biết đến là người đẹp kín tiếng nên những hình ảnh cô xuất hiện cùng bạn trai Đỗ Vinh Quang trên khán đài sân vận động hay với nhóm bạn thân khiến công chúng tò mò. Được biết, doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quen nhau tình cờ vào năm 2020 thông qua một mối quan hệ thân thiết. Hai năm qua, sự đồng điệu về sở thích, quan điểm sống, niềm đam mê chung về thể thao và đặc biệt sự tương đồng về truyền thống, văn hóa gia đình chính là sự dây giúp họ ngày càng gắn kết. Trúc Chi, Theo Dinh, Tiền Phong.